Thưa quý vị, hạnh phúc vợ chồng là cả một đời người. Nhưng cuộc sống là vậy. Muôn thuở, trong câu chuyện này, giữa đôi nam nữ cặp vợ chồng trong đêm tân hôn đã xảy ra những điều ngang trái và cay đắng. Giờ đây tôi mong quý vị hãy lắng nghe và theo dõi chi tiết về câu chuyện mà đôi vợ chồng này đã xảy ra trong đêm tân hôn như thế nào. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Ngay đêm tân hôn, chồng đang chuẩn bị hành sự, nghe tiếng hét thất thanh chạy ra. Vợ phát hiện được bí mật kinh hoàng ở đằng sau đó. Lan yêu tiến được gần nửa năm thì cưới. Hai người quen nhau qua mai mối, nói đúng hơn là bạn bè đi chơi cùng gắn ghép rồi thành. Ban đầu vì tính cách hai người trái ngược nhau, hiếm khi nói chuyện mà không tranh cãi. Nhưng sau đó, chính nguyên nhân này khiến họ đến gần rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Tiến là người nổi tiếng ăn chơi, gia đình có điều kiện, nhưng là người nơi khác mới cùng gia đình chuyển tới phố này. Anh vì có tiền nên nhanh chóng bạn bè vây quanh, từ đó kết thân, rồi qua đó quen Lan. Gia đình Lan vốn truyền thống, cha mẹ là giáo viên dạy học khá nề nếp, kinh tế cũng tương đối khá giả. Cô cũng là người có học thức và cá tính chơi chọn bạn. Nhưng từ khi chính thức thành đôi với Tiến, ai cũng bảo trái dấu hút nhau tính cách ngược, là bổ trợ nên hết sức ủng hộ. Nhưng cũng chẳng ít người gièm pha, nói tiếng thế này thế nọ, ăn chơi gia đình có điều kiện nên đua đòi. Thực chất Lan hiểu Tiến nhiệt tình vì bạn bè nên chi tiêu không tiếc, chẳng có nghĩa anh đua đòi. Có thể vì yêu nên một cô gái như Lan đã chấp nhận tính xấu anh vốn có. Nhưng chắc chắn một điều, anh chẳng tới mức tệ hại như bao người nghĩ. Ngày về ra mắt cha mẹ, anh ưng Lan lắm. Họ là người kinh doanh nhưng không quá coi trọng tiền bạc. Lan nghĩ vậy vì nếu so ra gia đình cô kém hơn hẳn về kinh tế. Dù vậy bố mẹ Tiến chẳng thể hiện thái độ chê bai hay xét nét gì. Rồi đám cưới diễn ra, cha mẹ Lan là người trọng tình, trọng nghĩa. Chỉ cần con gái mình yêu, vì người đó yêu, con gái mình là được, chứ chẳng quan trọng gì nhiều. Nhưng đêm tân hôn mong chờ đó, hai người đang chuẩn bị hành sự, Lan nghe tiếng hét chói tai, vội vàng kéo lại quần áo cùng Tiến chạy ra. Lúc này thấy một người đàn bà, hay nói đúng hơn là cô gái đầu tóc rũ rượi, có lẽ thần kinh không ổn định, đang đập phá hò hét bên ngoài. Định thần lại thì người đó đã bị cha mẹ và người giúp việc nhà Tiến mang đi. Nhưng lúc này Lan kịp nghe thấy cô ta gọi Tiến là chồng ơi, cứu em. Lan điếng người. Sau đó vào phòng, Tiến ấp úng mãi rồi giải thích đó là vợ trước của anh. Hai người chưa đăng ký vì cô ta chưa đủ tuổi, nhưng đã về sống cùng và cũng xác định cưới xin tử tế. Chẳng may bị tai nạn rồi tâm lý không ổn định, không nỡ đưa vào trại nên gia đình Tiến kêu mang luôn. Đó là một cô gái mồ côi nhưng ngoan giỏi nên Tiến yêu hết mực. Chẳng ngờ cuộc đời không như mơ, tai họa ập đến đã hơn 2 năm chữa chạy mà không khỏi. Gia đình Tiến muốn Tiến cưới vợ, dù vậy vẫn chăm sóc cô gái đó nên chuyển tới đây. Nghe mà xót xa cho cuộc đời của hai người, mà cũng chính là của mình Lan. Chẳng thể nghĩ suy được gì, hơn một tuần này cô như người mất hồn mà muốn chẳng tìm ra được lối thoát, nên làm như thế nào đây? Vâng, một cuộc hôn nhân, một đêm tân hôn vô cùng đắng cay cho người phụ nữ trẻ. Cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời chia sẻ bình luận. Và tiếp theo, kính mời quý vị các bạn lắng nghe câu chuyện thứ hai. Hàng xóm hét thất thanh, vợ chạy sang để rồi chết đứng khi nhìn thấy chồng đang ôm quần áo che thân. Chị Liên cưới được 3 năm,
cuộc sống kinh tế khá giả, đã có cậu con trai đầu lòng, gia đình hai bên đều hòa thuận, công việc tiến triển lương cao, có đồng ra đồng vào, ai cũng nghĩ đời chỉ cần có vậy. Nhưng đâu ai biết chồng chị là người thích tụ tập bạn bè ham vui. Tuy không tới mức nát rượu, nhưng anh không đi thì thôi, chứ ngồi với bạn là thâu đêm suốt sáng. Ở nhà vợ nói gì nghe đó, nhưng hễ ra khỏi nhà là như biến thành một con người khác. Bao lần chị Liên đã phải lặn mọ đêm hôm tới mang chồng về, tuy không thường xuyên như một năm đôi ba lần, khiến chị chết khiếp vì chẳng ít lần anh ngủ ngoài đường, may chưa có ai mang đi. Những lần chị giận anh lại thề thốt hứa bỏ được dăm ba bữa, nửa tháng lại đâu vào đấy. Hễ bạn bè gọi là anh lại tìm cách lý do rồi năn nỉ vợ để đi. Chị bao lần chán nản đã chẳng muốn nói đến, may anh hiểu nên gần hai tháng nay chưa tụ tập bạn bè bữa nào. Cho tới tuần trước là ngày cuối tuần, anh chị bàn tính tổ chức ăn uống đông vui, nhưng anh vì lý do sinh nhật người bạn thân, cũng đúng là sinh nhật cậu ấy thật, nên chị đành đồng ý để anh đi. Vì thực sự hai tháng nay anh ngoan hẳn và hứa sửa đổi nên chị tin lần nữa. Chẳng ngờ từ trưa mà tối chưa thấy đâu, cơm anh chẳng ăn ở nhà. Đến 10 giờ chị gọi thì anh bảo đang về, 11 giờ thì chuẩn bị về, 12 thì thuê bao. Chị giật lắm, quyết không tha cho anh lần này. Sau khi cho con đi ngủ, chị mệt cũng ngủ theo. Đang nửa đêm, nghe tiếng hàng xóm thất thanh cứu mạng. Chị tung cửa chạy qua thì thấy bao người cũng đến. Bà Hà run lẩy bẩy kể lại có kẻ định cưỡng dâm bà, tá hỏa mọi người tìm kẻ ác. Lúc này có bóng người trong nhà bếp đi ra, chị nhìn mà chết đứng. Chẳng ai khác là gã chồng của chị. Anh hối lỗi lắp bắp thề thốt là say không biết gì nên đã đi nhầm nhà. Chị giận tím mặt, uất ức nước mắt trào ra, lẫn sự xấu hổ với bà con trong chung cư. Lúc này bà Hà chợt nhớ ra mình quên khóa cửa, vì nằm xem phim thì ngủ mất. Khớp với lời anh nói rằng mình nhìn cửa nhà màu sơn giống nhau nên nhầm chỉ vào giường ngủ chứ chẳng làm gì. Ai cũng cười anh, rồi khuyên chị nguôi ngoai, nhưng chị giận lắm, chẳng biết nên làm thế nào với ông chồng này. Anh thề đây là lần cuối, sau mời cho tiền cũng không dám đi uống rượu thêm nữa. Liệu chị có nên tin và cho anh cơ hội lần nữa hay không? Vâng, hai câu chuyện có hai hoàn cảnh rất là khác nhau. Cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời nhận xét, bình luận, chia sẻ cho hai câu chuyện này. Tôi rất chân thành cảm ơn. Và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.